Đội công tác xã hội của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên của trường Đại học Lạ Lạc cùng quý bà con cô bác, các anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và hôm nay kỷ niệm 25 năm đời có tên của đội công tác xã hội trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Lạt cũng như các huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng đã ghi dấu ấn của đội công tác xã hội trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay lần đầu tiên chúng tôi được bước vào giảng đường của một cái trường đại học rất là nổi tiếng của thành phố Đà Lạt của chúng ta cũng như trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Và chúng tôi rất là tự hào, chúng tôi cũng rất là hạnh phúc vì được sự đón tiếp, sự chăm sóc, sự hỗ trợ, sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường cũng như tất cả các ban ngành đoàn thể và nhất là các anh chị ở đoàn thanh niên. Và hôm nay hãy giúp chúng tôi một tràng pháo tay để gửi đến tất cả lời cảm ơn chân thành nhất và những tình cảm sâu sắc nhất của đội công tác xã hội trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.